ngày nay. Dạ. Mỗi ngày tôi mỗi đi đó. Dạ. Cái giá dòng hồn đó, tại tôi thương nó chứ. Thứ năm. Vậy là gì cái năm nào mà hiện tại giờ sẵn vì năm sẵn lai lai chim nói năm tôi là Dưỡng Úc của ông Hà. Dạ. Nhưng mà ý của dì Năm bây giờ hiện tại Dưỡng Úc Hà hỏi dì Năm vậy nè. Trong lúc con Hà mà thằng Tấn nó báo cáo về cho dì Năm chết á. Phải không? Là lúc đó báo dì Năm không báo. Dạ. Để đây hiện tại giờ để đi cơ quan công an người ta làm việc đi chứ gì chứ chị ở đây chỉ nói hoài hơi là có tụm lum công chuyện nữa đó. Tiếng TV trên kinh tiếng sông nước vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em à, tiếng hai kênh này tiếng lộn kênh hoài à. À, thì hôm nay tiếng lại nhà chị Hà là chia sẻ không nói với công an huyện không nói với gì là nếu mà bảo lãnh thì cho anh tính về ha. À, có người bảo lãnh nơi mới cho nghe vậy. Nói thôi nghe nói cái kia biết nghe nó nói là nó ở Long Xuyên thôi chứ ở Long Xuyên hả, chứ bây giờ tại vì chưa có xuống tới huyện Thống Nhất phải không? À, bây giờ trong điện mà chỉ nghe nó nói sao? Đúng rồi, cái đó thuộc về bên Thống Nốt, chứ không phải Long Xuyên. Nói chung là giữa hai cái hàng đó nó giáp ranh mà. Giáp ranh. Không, mà cái đó là... Bây giờ cái vụ án này cũng như nó là người ở tỉnh An Giang mà. Chuyển về. Chuyển về công an hành sự dẫn. Mấy ngày trước đó là bên Thống Nốt. Bên Thống Nốt là mình đã trình báo là lúc trình báo là ở bên Thống Nốt. Nhưng mà bây giờ cái vụ án này từ ở địa phương tỉnh An Giang bây giờ nó... mới chuyển do công an thành sự An Giang giữ, phải không? Dạ, hiện giờ là nó ở công an thành sự giữ. Còn nói về đây là bên mà thành sự của Thống Nốt là của An Giang. An Giang, An Giang, An Giang. Nó cho rằng anh ta thâu vô, anh trả lời để nghe không có biết cái gì nữa. Ủa, quê nhà của anh Tuấn là ở đâu mà? Quê nhà ngay số 10 qua bên sông là bên Phú Thịnh hay vậy đó. Đó là Long Thịnh hay Phú Thịnh? Phú Thịnh, cái đó là Phú Thịnh. Số 10 vậy đó. Số 10 ngang qua bên sông thì nó ngang cái chỗ đó chạy máy á. Ở đây đó bên Đồng Tháp mà bên đó là thủ đô Đồng Tháp rồi sao? Bên công an ở An Giang giữ. An Giang là con Hà này là nó ở địa bàn An Giang. Là cái người bị nạn. À, bị nạn là ở An Giang. Còn nó là ở bên Đồng Tháp. Là vậy thôi. Chú là sao với chị Kim Hà? Tôi là chú ruột. Chú Tư, mấy ngày qua đi tìm kiếm với chú có đi không? Có, đi hết 6 ngày. Thì ra, không thấy chú rồi ha? Chú thấy con không? Cái lúc mà cái bữa mà thứ 6 đó là có lên ghe là bữa đó cúng là có quay YouTube đó. Nhưng mà lúc đó là tôi ở cái xuồng cào á, ở cái cabin như sau là đối á. Diện hai bên hay là ở chung ghe mà chung ghe nhưng mà ở cabin sau, sau á tuốt cái cabin sau á thử ra ghe chung với cái ông lái á, thử ra cái ông ghe cào á, ông nói ở đây điện bộng không đừng có quay á, là ông đứng là đó anh có nói với chú đừng quay điện đừng quay dây điện không mà đừng có quay thì chú không có quay ở trước cúng không mà thì lúc đó tôi ngồi ở sau đó vậy đó. Cái bữa đó là cái bữa thứ 6 cũng như là mình nói đúng bây giờ thứ 4, thứ 5 là nó phải nổ lên. Và cái bữa đó thứ 6 là mà không nổ nữa thì cũng như là tôi không còn hy vọng nào mà kiếm gặp nó. Đặc dù như là hết cách rồi, kiếm không gặp. Thử ra tôi mới nản chí rồi mấy ngày sau là thằng cháu tôi là Vũ á, là nó ở muốn nhà trọ ở dưới để nó có nổi lên hay gì nè. Vũ là anh hai hả? Anh hai rồi, đặng nó ở đó nó đi lại nó gặn cùng anh trên này mà đi xuống được quá mấy, xa. Mấy anh em YouTube của con á, thì bàn với nhau nói nếu mà không kiếm được chị Hà là mấy con không bỏ ý định, cứ tiếp tục hoài luôn. Thì con nói chú muốn xin lỗi chú thứ mấy? Thứ tư. Dạ thì con nói với tư như vậy nè, thì với cái ý kiến rất là tốt đẹp của chú Hùng ở Long An. Dạ. Thì khi mà cái ngày thứ 10 thì chú Hùng có gọi điện thoại trực tiếp cho Thanh Hải. Dạ. Chỉ về cái cách thức như vậy đó. Đúng rồi. Cái thức là cào móc câu á. Thì sau khi mà đã chỉ xong thì em là con á có về trao đổi với anh hai là anh Vũ. Thì qua ngày sau thì nó làm về đó cũng chiều rồi nên không kịp. Cho đến ngày thứ 12 là ngày hôm qua. Thì anh em mới tiến hành là đi gà sót để tìm cái thân của chị Hà đó. Thì sau khi mà
lần gà thứ hai, đúng là lần thứ hai thì mới phát hiện phát hiện ra thằng gì nào. Thì đồng tình với các ý kiến của chú Hùng thì cả cộng đồng mạng ai cũng được quan tâm đồng hồ. Nếu mà không có cái ý kiến của chú Hùng mà đưa ra cái bài này thì không bao giờ kiếm được. Đúng. Chú Hùng quá tuyệt vời luôn. Đúng. Tại vì chú Hùng cũng đã có trải qua những sự việc gì, chú Hùng có kinh nghiệm. Dạ, chú Hùng cũng là kinh nghiệm. Lên YouTube là coi là thấy như vậy là biết mình làm vậy là không thể nào kiếm được, phải không? Dạ. Chú Hùng quá giỏi. Dạ, đúng rồi, đó là chú Hùng là mình nói là vậy là cũng nhờ cái sự trợ giúp của chú Hùng mình mới tìm được. Nếu mà chú Hùng không có chỉ vẽ cái bài đó là dạ, mình không rồi. Bao giờ kiếm được đâu. Dễ vậy. Nói về lặn với mà dạ, cào dạ. Là mình không có hiệu quả. Con cũng không có nghĩ mặt nước mà nó cao sớm mấy mét dữ quá trời cao. Lặn thì trong khu vực nó khoảng chừng thước mà cái khu vực nó mênh mông. Dạ dạ đó đúng rồi thôi. Mà nước đó thì chú thấy là nước chảy quá luôn. Mặt nước nó chảy chú thấy nó sâu mà nó chảy luôn. Nữa. Dạ đúng rồi. Hy vọng là rất là mỏng manh luôn á chú. Mỏng manh. Hay anh hai nó vũ rồi là cũng dai rồi đó. Bữa nay là bữa thứ 12 rồi. Nếu mà em có lên thiên thì nổ lên cho anh em về anh cho. Nếu mà không lên thiên nổ là cỡ như anh bỏ anh đi về luôn. Còn mấy anh em YouTube của con là cầu nguyện là coi như là thành tâm là hết mình luôn là suốt luôn á chú. Thì cũng thấy dạ. Mà thằng vợ Tướng chết là nó điện trực tiếp cho tôi là tôi là dì dù của Tướng dạ, xích cho nhân mà tôi là người thương con Hà này là dứt hết thảy. Dạ. Điện Tướng điện cho tôi hay nó báo là sự thật là chuyện công chuyện là vợ nó nhảy xong vậy là vì năm ơi dạ. Con dai sao lái con thấy là vợ con nó đang bơ 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 con mời cô lại ngồi ghế rồi để nắm nói ra đây con hãy lên YouTube nghe tôi là người chứng kiến dạ. Đó nghe cái tôi mới nói sao mình kể lại cho năm nghe cái nó nói là chồng của nó vợ của nó dai sao lái nó thấy giờ nó mới cắt dây xuồng nó bơ rồi nó vớt mà còn 20 thước nó là tới vợ nó thấy vợ nó bơ bơ cái nó bơ giết lại rồi nó chụp là vợ nó hợp bắt tiêu à dạ. Cái tôi nó mày thấy sự thật vậy phải không? Nếu vậy con có la lên không? Con có đi báo công an đi là vợ con đã chết dưới nước rồi đó. Dù tôi chụp điện thoại tôi điện cho cháu tôi là điện cho bên đây hay liền. Nói bây giờ con Hà nó chết dưới nước rồi đó. Dòng nhi đồ mới buông đi xuống đi. Dạ. Chứ không phải là không báo tôi là người gì đó tôi điện dạ. Qua liền Tướng không dám điện bên đây tôi là dạ. Điện. Vậy là cô là dì của dì anh Tướng hả Tướng cô? Nhưng mà tôi thương con Hà này giữ dằn gia đình tôi là hỗ trợ cho Hà không? Dạ. Tôi lấy cái xe du lịch tôi mướn xương mướn đồ đi dưới chục giấy 5-7 ngày nay. Dạ. Mỗi ngày tôi mẫu đi đó. Dạ. Tôi giấy dòng hồn đó tại vì tôi thương nó dưới lắm. Năm. Vì năm mà hiện tại giờ sẵn vì năm sẵn lai chim nói năm tôi là dưỡng Úc của con Hà dạ. Nhưng mà ý của dì năm bây giờ hiện tại dưỡng Úc Hà hỏi dì năm vậy nè trong lúc con Hà mà thằng Tấn nó báo cáo về cho dì năm chết á phải không là lúc đó báo dì năm không báo qua bên cho gia đình của con Hà là sao nó không dám sao không dám được nó mới nói cái chuyện này là tôi nói là có cái chuyện gì á chứ không phải là cái chuyện gì dì nói là tôi không có đồng ý câu nói của dì cái tội của dì đây nè nghe dì phải cho bên mẹ con Hà hay đúng không? Tôi cho hay liền cho mẹ Hà hay mà tại sao mẹ Hà không nói là không hay 3 giờ công an quận Thốt Nốt có báo lên không bây giờ chú kêu Dương Út kêu Nhi ra đây coi tôi là người báo cho Nhi kêu Nhi ra đây coi Dương Út kêu Nhi ra tôi báo cho Nhi mà cái gì nói cái đó là tôi không đồng ý ở trong này không có hay tôi kêu Nhi ra đây đi tôi là người báo cho Nhi biết tôi là thương con Hà nhất cái này nè chuyện vợ chồng nó gây lộn là gia đình tôi đang chuyện tôi thương con Hà cháu dâu này thương dữ dằn con vũ tôi chưa cưng bằng con Hà này nữa đó bây giờ ở dưới lên can thiệp lần nào tôi cũng ra tôi chia sẻ hết trơn tôi nói Tấn là mày đừng có hành hung vợ mày nữa vì năm không có đồng ý tôi thương nó dữ lắm đó giữa dòng hồn nó chết nè tôi cũng nói phim tôi thương nó dữ lắm tôi đi lấy xe du lịch tôi đi dứt sư dứt đồ tôi cúng tôi giấy tôi chụp vớt giấy nó cũng giờ đó mà ngày giờ này đã nó ra đi rồi tôi đâu còn cái tay gì nữa được nói vô trong này cho mát để đừng có nói vậy là quan đó, cái nào là phân biệt nói cho chứng minh là đàng hoàng trong khi chết tức tắc liền là tôi điện liền lại cho thằng Nhi là trong lúc đó là 12:05 đó chứ không phải là nói quan vậy tôi là người trực tiếp tôi thương con này dữ dằn đó con hỏi mấy gì đó đi tôi thương nó dữ lắm nó là cháu dâu nhưng tôi thương nó còn thằng Tấn này là tôi không thương tại nó hành vi đó không có thương vợ đó mình không đồng ý đó tôi là người cũng chủ xà lan 2-3 chiếc này mà tôi thương cháu tôi dữ dằn công chuyện gì tôi nhờ nó không à đó cô xin phép nhắc lời con gái nha chị Hà là
cháu dâu của cô. Cháu dâu. Còn anh Tuấn là cháu ruột của cô. Đúng. Nhưng mà cô mới vừa chia sẻ là cô quá thương chị Kim Hà. Dạ. Thậm chí mà anh Tuấn cô thương cô bằng luôn. Dạ. Là với cái nguyên nhân nguyên do như thế nào? Cô kể sống như thế nào hay sao? Cái tâm sự sao là nhỏ này về nó không qua mình hết. Có chia sẻ với mình hết mình cũng yên. Nói Hà ơi con cũng dán chịu đựng như vậy, vì Nam nói với con nhắm con chịu đựng được thì con ở, còn chịu đựng không được con chia tay đi. Con kêu bên thằng Tuấn quyết định bao nhiêu đi rồi con thối cho nó, rồi con không có tiền con đi vay, có gì thì Nam tiếp tay cho con. Để con ở nó có ngày con chết. Con tu thiên con nhỏ này nó dữ dằn lắm. Yeah. Mỗi lần nó về là nó tâm sự với tôi, mà nó chết về là tôi rất đau lòng. Yeah. Tại vì mất cái đường dây của tôi rồi. Yeah. Đó. Nghe nói là chị Hà rất là giỏi, rất là siêng năng. Trời ơi, giỏi dữ dằn, chồng tôi còn tiếc nữa, nó biết trầu dây luôn. Tôi đi cặp xà lan nó là không có ai là qua con Hà này hết. Dạ. Tôi thương dữ dằn lắm, tôi nói thôi, thằng Tuấn nó đi như vậy, con đừng có quan tâm tới nó nữa, kể như là chồng hờ đi. Tại vì tiền của con nắm ở đây, con đừng có sợ, đừng có buồn. Tự tin lên, mình dọn lên, mình đeo vòng đeo vàng, mình dọn lên con. Cái viên nó dữ dằn mỗi lần đó. Trước giờ nó chết này là nó điện lợi tôi là công chuyện. Xảy ra là tại vì thằng này đòi lên cái bến cảng Mỹ Thới đặng ăn nhậu. Dù nó Hà nó không chịu. Nó nói với tôi, nó nói gì Nam mơ ổng đòi con lên đây dậu, con không có chịu. Tôi mới nói con đòi lên đó dậu rồi con không chịu là đúng rồi. Tại vì cái bến đó là bến ăn nhậu cờ bạc, đỉ điếm không à. Con đậu dưới đó đi, đậu dưới hai chồng trải qua cái lần mới xảy ra chuyện nè. Trong khi là nó điện con giờ, con có nói he là 13 giờ 11 giờ 38 phút. Cái làng này nó báo với tôi là vợ nó chết, tôi quay đồng hồ là có 11 giờ 47 phút à. Tại chồng tôi đi giường. Chồng tôi đi giường, tôi đợi chồng tôi về đang nấu cơm. Đang ăn chung nhau, cái nó điện lại tôi dung dò cẳng hết trơn mà điện mập mờ tôi hỏi cái gì ông nội. À, vợ con nhảy xong chết rồi. Tôi nói cái gì mà chết. Đó, tôi làm vậy đó. Giờ cái ông đậu mà... tôi nói mày thấy chết sự thật thiệt ha, phải không? Nó nói chết sự thật rồi. Tôi nói đó, mày làm nhỏ chết giàu, bây giờ nhỏ chìm như nước, mày mò ở đâu ra. Nó nói thọt tay xuống, nó mò, không có đụng nữa. Giờ tôi nói vậy là chết sự thật rồi, còn gì nữa. Giờ mày có la làng lên cho ta lợi tiếp vết không? Nó nói còn có la. Giờ tôi mới hỏi nó chứ, giờ như vậy chết sự thật thì con vô con báo công an đi. Nó mới bận xuồng vô nó báo công an. Cô là sao với chị Kim Hà? Tôi là dì vụ của anh Tấn. Dì của anh Tấn chồng của chị Kim Hà. Năm xương. Có mà tôi thương nó dữ dằn. Tâm sự gì nó chia sẻ tôi thương con nhỏ này chưa từng có. Vợ chồng gia đình tôi giờ nó chết là gia đình tôi phải buồn. Con, buồn dữ dằn là tôi chạy lên chạy xuống mẫu nằm trên xác. Con cái là... con cái con cái là đáng lẽ là báo cho gia đình trước mới đúng hơn. Tại vì má thương dữ lắm rồi, cho má thương đi. Má không có báo. Không biết sao. Đừng có nói tốt nhất. Dạ. Để đây hiện tại giờ để đi cơ quan công an người ta làm việc đi chứ gì chứ chị ở đây chỉ nói hoài hơn là có tùm lum công chuyện nữa đó. Đừng có nói để cho mình chơi cho anh em đi. Chị đây sao gì ở đây nói cũng có giờ gì thế. Không sao đó chị nó đem thật. Không phải mà anh Hà nó có cái gì nó tâm sự. Có tâm sự gì. Dạ nó chết rồi, ai khỏi có tâm sự tâm động gì chứ. Mà cứ nói gì. Nếu cháu con bé thì là làm lên cho người ta cứu giúp. Hỏi cô tại sao không báo bên đây trước mà đi báo cho cô trước? Cô nói sợ sợ là sao? Đáng lẽ báo cho người nhà trước mới đúng. Không, nói chung ra mấy anh em cũng đã hiểu. Đúng rồi. Đuổi chứ mà sắp xếp xuống Trà Lan mà đưa cái sách ra là lấy đồ ở trong cái sách ra là sao? Là con người mình là sao rồi? Mình tốt cái gì? Bên bà và chồng nói với vị Nam bên chồng đó. Vị Nam bên chồng. Bên gia đình của anh Tuấn nghe. Nếu cháu tôi bé là phải la làng lên. Là bà biết đầu tiên. La làng lên rồi điểm cho chồng hả nó xuống Trà Lan. Không Trà Lan nó
không, hồi nãy tụi em có hỏi là tại sao mà bên gia đình, bên vợ tại sao không báo mà đi báo cho gì chứ? Bên anh nó sợ, sợ sao? Đang bên gia đình trong gia đình đó, phải xuống đầy xà lan để sắp xếp đóng cáo luôn. Đầu tiên nhất, bà không có cho bên đằng gái ta hay là bên gia đình của con Hà. Đó, bà âm mưu luôn nữa đó, đừng có nói. Bên con Hà hay, bà để công an liền. Ờ, vậy là sao? Công an huyện Thốt Nốt mới điện cho mẹ Hà thôi. Chứ người thân ở bên rằng là cô bên gì năm đó là không cho anh ta đằng này ta hay luôn. Nhờ cộng đồng mạng là dưới chính quyền cấp cao là phải là đòi lại công bằng cho cháu tôi. Quá đau khổ rồi, bỏ lại hai đứa con của nó rất là đau khổ. Nhờ chính quyền cấp cao phải giờ cuộc là xử lý là lấy lợi công bằng cho cháu tôi. Quá đau khổ rồi, nó có ý đồ, bởi vậy cháu tôi tới ngày giờ này mới tìm được. Chứ nếu mà té bình thường là ba bữa là nổi lên rồi. Mình đau lòng chứ. Đâu giờ lỡ sáng chế cho cháu đi. Nói giờ chính nó giờ mời nó vô coi. Cái bực tức của mình nói cho cộng đồng mạng biết. Ông ở đó anh tướng ra ngoài kia nhà chợ. Mà cháu tôi chết tình thường là ba bữa là nó nổi lên rồi. Chúng ta người ta coi ta biết chân à. Bây giờ cháu tôi tới ngày thứ 12 mới đi mất câu mới nổi lên là ta biết sao rồi. Không có cần giải quyết mọi chuyện gì để là cho nó xôn xao hoặc là bức xúc giữa gia đình trong nhà cho nó muốn giữ cái sự yên lặng cho con cháu ra đi cho nó yên tĩnh thôi. Nói chung cắt không đi rồi cũng phải hoài đi nghe nhạc đi. Mình muốn ôn hòa hai giữa hai bên vậy mà bây giờ nó đang có cái sự nóng nảy với nhau rồi bây giờ thì làm sao? Bây giờ con nó phòng chuyện phải nó con Hà thương quá giờ cũng lắm, thương quá đủ quá đồng dây của nhờ thì cũng bả không à. Lỡ thì chưa cháu mà lỡ con nó chết để bà giữ nó đi hai đem vô đất liền. Nói chung ra nói với cộng đồng mạng bây giờ ta cũng hiểu hết rồi, đâu không hiểu hiểu rồi. Thì mấy anh em chia sẻ thông tin về việc bên gia đình của chị Hà cho cô chú anh chị em biết sự việc như thế nào. Quay rồi về làm biết nó cực lắm, lâu lắm, không có thời gian thì mong chị cũng thông cảm giùm. Rồi sợ là lâu ngày dài tháng kiếm hoài kiếm không được, nó gã sát ra rồi đâu có còn kiếm khó nữa. Cho nên ngày qua nổi lên thấy còn y cái xác mừng. Ngày qua mấy em rồi cầu là thứ hai á, đứt cái cọng dây rồi luồn cọng dây lên là bằng khoảng 2 đến 3 phút. Cái thằng của chị Hà phạch lên một cái là với cái rung của mình chứ. Phạch lên cái hôm nay tao mừng thấy sợ luôn, tao mừng ra nước mắt luôn. Tại vì tới 12 ngày lận rồi, còn gì nữa. Nói chung là không phải riêng về hai chị đây, mừng vui về cái sự việc của chị Hà. Nhưng mà tất cả quý cô chú anh chị em cộng đồng mạng luôn, cả nước ngoài luôn. Nước ngoài luôn. Là người ta đang mong chờ. Nói chung là cô chị Hà hôm nay là ngày thứ 12 đã từng thấy rồi. Mà cái lúc đó, cái lúc mà anh Tính chạy chiếc vỏ lại đó rồi ảnh có nói gì không hay là ảnh có đâu, sao không? Đâu là gần đâu. Không gần á, không cho là gần. Sao không Minh? Bất kỳ điều gì mà em tính là trên đời. Bây giờ nó, ai vừa mình rằng liền, nó lội ra liền.
Không có chú ơi, tại vì cái sông, cái sông này nè lặn xuống không bao giờ thấy gì hết, tại vì không phải bùn cát á, cát nó đổ về thì một lớp dưới á nó lợm cận tối thui à, chứ không phải như nước ở trong kinh mình, trong kinh mình lặn tới đáy nhìn thấy được, nhưng ngoài sông lớn không bao giờ thấy được, tại vì cát á nó chảy á, nó chảy rồi nó lặn cận tối thui rồi không cái nào nó được, dạ không bao giờ thấy được, là lặn lặn dưới nó không thấy gì. Cái này leo cái sợi dây vô cái bao. Dạ. Thì mấy em thì mình trong ra là mấy anh em cũng biết trước cái sự việc này. Chưa lượng không, chứ chưa thấy chưa biết gì. Không, mấy anh em cũng đoán rồi, tại vì mấy anh em từng đi kiếm xác là người ta ít nhất lên 6 ngày cũng phải nổi, cũng phải tìm thấy tại sao cái này không nổi. 3 ngày là giấc là nổi rồi anh. Ừ, có quay không cần. 3 ngày là nó bịt lên gần đâu. Biết chết dưới nước là tối đa là nó quá 4 ngày là quá khứ rồi. Dạ, đúng ba rồi. Bữa này không cho bây giờ cho coi là 5-6 ngày luôn đó, cũng phải thấy rồi chết 12 giờ trưa này. Dạ. Là đúng cái 3 ngày ngày sau đó đúng 12 giờ trưa này nổi lên. Đúng rồi. Nó là y chang vậy. Mà trong khi nó nổi lên là nó gọt cao mặt nước cả thước vậy. Dạ. Nó nguyên nguyên ngã nằm ra. Quá khứ cái độ 12 ngày quá khứ. Đầu tiên cũng chào tất cả các chú anh em kết thúc đó, thì mong rằng các chú anh em hãy xem tiếp theo và xem cũng thường lệ như tiến đăng hai kênh cho cô chú anh chị em tìm hiểu tiếp theo. Cô chú anh chị em, cô chú anh chị em có thương tiếng thì share và chia sẻ và nhớ ấn chuông thông báo để nhận video mấy cô tiếng này.